Ngày 5 tháng 12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang mở rộng xác minh các nạn nhân của nhóm đối tượng nước ngoài gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản và làm giả tài liệu con dấu nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Trước đó, ngày 3 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ hai nghi phạm là Nayajat Naranbat, 37 tuổi, và Pasasa Senebaza, 33 tuổi, cùng quốc tịch Mông Cổ. Hai nghi phạm khai nhận thuộc nhóm 10 người Mông Cổ đến thuê nhà ở phường An Bắc Hải, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Nhóm này thuê xe máy đến các địa điểm du lịch ở Đà Nẵng để trộm cắp thẻ visa, sau đó dùng thẻ này đi mua trang sức điện thoại rồi mang về Mông Cổ bán lấy tiền. Kiểm tra nơi trú của hai đối tượng người Mông Cổ này cùng một số người khác ở quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng, công an phát hiện tại đây có một máy vi tính, một máy in thẻ cạc, 154 phôi thẻ cạc trắng, 86 phôi thẻ cạc trắng có gắn chip. Những trang thiết bị này được cho là dùng để phục vụ làm giả hộ chiếu, thẻ visa.